Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung chồng quân nhân của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền chia sẻ một bức ảnh hiếm lên fanpage của mình. Bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc thỏa cô và người chồng quân nhân đang trong giai đoạn hẹn hò. Người đẹp đình đám một thời của sân khấu cải lương cho biết bức ảnh đã được chụp tại một hiệu ảnh tại Houston thuộc bang Texas của Mỹ. Hiệu ảnh này gần nhà danh ca Thanh Tuyền, mẹ chồng cô. Cả hai đã tạo dáng dưới sự chỉ đạo của kỹ thuật viên chụp ảnh. Dù chỉ là ảnh nửa người tông đen trắng cũ, nhưng người xem vẫn có thể thấy rõ được biểu cảm ngọt ngào của cặp đôi. Ngọc Huyền cho biết, theo thời gian thì bức ảnh đã bị mờ, ố đi nhiều. Cô phải nhờ con gái lớn Hà Tiên chỉ sửa lại giúp. Sau khi đăng tải lên fanpage thì bức ảnh đặc biệt của vợ chồng Ngọc Huyền đã nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Rất nhiều bình luận dành lời khen cho độ đẹp đôi của vợ chồng cô thời trẻ. Không ít khán giả đã dành lời có cánh cho nhan sắc của nàng phi giao. Đẹp quá chị ơi, 18 năm rồi nhưng chị cũng không có nhiều thay đổi, nhìn càng mặn mà hơn. Một số người hâm mộ cũng bày tỏ sự ghen tị với mối tình đẹp bền vững theo năm tháng của Ngọc Huyền và con trai của danh ca Thanh Tuyền. Trải qua 18 năm bên nhau, hiện tại vợ chồng của nữ nghệ sĩ vẫn giữ được hôn nhân viên mãn và có hai con chung, một trai, một gái. Người đẹp vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để hoạt động nghệ thuật. Trong những live stream giao lưu với khán giả tại xứ cờ hoa, Ngọc Huyền đã cho thấy có mối quan hệ hết sức tốt đẹp với gia đình chồng. Cô được danh ca Thanh Tuyền yêu thương, chiều chuộng không khác gì con ruột. Thi thoảng, nữ nghệ sĩ đình đám cũng chia sẻ anh chồng và các con lên mạng xã hội với nhiều chú thích hạnh phúc. Nghệ sĩ Ngọc Huyền tên đầy đủ là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Chị đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như 2 huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1990, 2000 huy chương vàng Trần Hữu Trang 1995, 1996, diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng 1995 đến 1997, 2002, năm 2001 chị đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2002, sau thời gian qua Mỹ biểu diễn, Ngọc Huyền đã ở lại và kết hôn với con trai của ca sĩ Thanh Tuyền. Chị đã chuyển qua hát tân nhạc, tân cổ giao duyên, phát hành DVD ở hải ngoại. Chồng của Ngọc Huyền hiện nay đã nghỉ hưu. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.